Xin chào quý vị các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Mixer. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục chốt 3 chiếc máy bơm nước cho khách hàng. Các bạn có thể thấy được cái lựa chọn này, khách hàng lên combo động cơ Tamashii 52cc kết hợp với bộ xuyên bơm cự chân không của Patello. Như cái combo này thì giá của nó cực kỳ hợp lý, lên full như một chiếc như thế này thì giá nó chỉ rơi vào tầm 2.200.000 thôi. Giá trên thì đã bao gồm phí vận chuyển. Với 2.2 thì các bạn đã được sở hữu một chiếc động cơ 52cc. Với cái động cơ này thì các bạn sẽ yên tâm về cái công suất máy. Nó sẽ thoải mái cho các bạn có thể đẩy được một cái cột áp lên đến 20m, lưu lượng lên đến 8,3 khối trên 1 giờ. Và cái họng của cái xuyên bơm này là họng 25 nhé các bạn nhé. Đây, xuyên bơm này là xuyên bơm chân không, do đó thì các bạn chỉ cần mồi một lần duy nhất thôi. Sau đó các bạn sử dụng mãi luôn, các bạn không phải mồi nữa. Động cơ Tamashii 52cc sử dụng bộ hơi ZX chế hòa khí của Jin 3. Với cái chế này thì khá là ổn. Nếu mà so mức độ tiết kiệm nhiên liệu với chế Wapro thì tất nhiên là không được bằng. Tuy nhiên thì với cái mức giá các bạn đầu tư như thế này là quá hợp lý rồi. Một chiếc máy cắt cỏ mà sử dụng chế Wapro thì các bạn biết rồi, giá của nó rất là cao, chúng ta không thể tiếp cận được. Đây là hình thành lên hẳn một cái bơm mà giá các bạn chỉ đầu tư ra 2.2 triệu mà đã bao gồm phí vận chuyển rồi, thì chúng ta không thể đòi hỏi nó quá nhiều những cái tiêu chuẩn cao hay tiêu chuẩn kép được. Với chúng ta nhỏ nhẹ xách tay, đảm bảo công việc tưới tiêu đẩy 20m với mức giá hợp lý, dễ đầu tư, nhanh thu hồi vốn, nó là những cái tiêu chí chúng ta đặt lên hàng đầu. Tất nhiên rồi, khi nếu mà các bạn muốn cao cấp hơn, các bạn muốn lên những cái động cơ đắt tiền hơn thì giá thành của các bạn đầu tư, chi phí của các bạn đầu tư ra cũng sẽ nhiều hơn. Theo mình đánh giá toàn diện với mức giá 2.2 triệu miễn phí vận chuyển thì đây là một trong những lựa chọn chả có thể hơn nữa rồi. Động cơ này thì nó kết nối với cả phần bộ xuyên bơm bằng 4 con ốc ở vị trí bát côn, các bạn có thể dễ dàng tháo ra. Nếu các bạn mai này muốn sử dụng bộ vào cắt cỏ thì các bạn có thể mua thêm một cái cần cắt cỏ nữa, các bạn lắp vào là ok luôn. Bên mình thì có rất là nhiều loại cần nổi trội phù hợp với cái động cơ này, là cái cần Hamashiwa HMC 2000 ấy. Cái động cơ, cái cần đấy là chuyên lắp cho cái X35. Các bạn lắp vào cái động cơ này cực kỳ hợp lý luôn nhá. Anh em đã có một chiếc máy cắt cỏ 52cc rồi, vụt cỏ vụt cước thoải mái luôn. Thì đấy là những cái lựa chọn mà mình thấy rất là thông minh ở trong những cái thời điểm mà kinh tế khó khăn như thế này. Thay vì việc các bạn đầu tư ra những cái máy nó quá cao cấp, quá đắt tiền, trong khi đó hiệu quả nó mang lại thì nó không thấy được. Còn đối với những cái này là hiệu quả mang lại trước mắt luôn, anh em làm rất là nhanh, thu hồi vốn và dễ dàng chuyển đổi công năng với cái động cơ 52cc Tamashii này kết hợp với bộ xuyên bơm Patello. Rồi, lên cho anh em xem để anh em có thể thấy được thêm những cái lựa chọn. Nếu anh em nhu cầu có thể liên hệ Điện Máy Minh Sơn nhé. Động cơ này thì khởi động trợ lực cực kỳ nhẹ nổ luôn. Bên mình đã có video test nổ rồi, test thử chiếc máy bơm rồi, test thử động cơ rất là nhiều rồi. Các bạn liên hệ với Điện Máy Minh Sơn để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác nhất, có những cái lựa chọn phù hợp với nhu cầu của các bạn nhất nhé. Rồi, cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.